thiệu các bạn, đây là rừng trà chim Đồng Tháp. Trời đất bao la. Thank you.
di chuyển nó lên quá chưa? Đây, đây nó diệt diệt. Đây là cả một xuồng chim này. Xuồng chim với cắn chim chim. Đây ơi, con này kìa. Qua chưa? Con này có bọ. Đây nha, mà bảo vệ tốt hơn còn ở đây nhiều. Đúng rồi. Đây chim này chị ăn rồi. Đây, đây có con chim cánh cụt đang ngồi. Chị tôi này, con nghịch chưa kìa. Chị mày, tôi nghịch quá cơ. Ôi giời ơi. Sống rồi đó. Mặc váy này mang chơi là. Được Minh Anh. Cái quyền như con cô nó đi trước xem chim, cô đuổi hết chim cái này rồi. Ừ, công nhận. Máy này quá. Ừ. Máy già này rồi. Quá kìa, đấy, đây này. Ôm hai con liền à. Một con cò. Mở Lam đang... Đấy. Cò kìa.